Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Siwat Authentic. Hôm nay thì em sẽ mang đến và giới thiệu với các bác một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Longines. Một chiếc Line New Full Set qua sử dụng lướt và được mua chính ngạch tại thị trường Việt Nam. Để các bác kỹ tính mua đồng hồ qua sử dụng có thể yên tâm và trải nghiệm, vì nó được chứng nhận và bảo hành ngay tại thị trường Việt Nam các bác nhé. Ngoài ra thì bên em cũng cung cấp rất là nhiều những cái sản phẩm khác. Các bác có thể bấm vào kênh để có thể xem những sản phẩm khác của bên em. Đó. Bây giờ thì em sẽ mở hộp ra và giới thiệu với các bác về cái sản phẩm ngày hôm nay. Trước này chúng ta thì sẽ đi cùng với cả đầy đủ hộp sổ giấy tờ các bác nhé. Anh em còn gọi đây là giấy khai sinh của hộp, bởi vì nó nói về cái nguồn gốc và thông tin của sản phẩm. Chiếc này chúng ta thì sẽ được mua tại Duy Anh Quát tại số 205 Trần Hưng Đạo, quận 1 các bác nhé. Đợi thẻ bảo hành của Longines đây. Và chúng ta sẽ có tiếp theo là một cái gift voucher miễn phí thay linh kiện của đến từ Duy Anh Quát. Em sẽ che thêm thông tin của nhà của vị khách hàng trước ở đây. Đó. Và chúng ta sẽ có thêm một cái tờ phiếu thanh toán các bác nhé. Đó. Chiếc này thì được mua với giá là sau thuế 10% VAT là 42.075.000. Nhưng hôm nay thì em sẽ có một cái sản phẩm đầy đủ phụ kiện như này, giá rất là êm để các bác có thể trải nghiệm một chiếc Longines mua chính ngạch tại Việt Nam. Và giới thiệu các bác cái sản phẩm nhân vật chính của chúng ta đây. Đây là một chiếc Longines thuộc bộ sưu tập là Longines Flagship con nhé. Một cái bộ sưu tập mà rất là đẹp và cũng khá là dễ đeo, đeo trên tay rất là thích. Nếu như các bác chưa có điều kiện để sở hữu một chiếc Master thì Flagship cũng là một cái dòng đồng hồ đeo rất là tốt, rất là ổn. Bộ máy tốt này, hoàn thiện ổn định và nó cũng cực kỳ là đẹp mắt và sang trọng nữa. Chiếc Longines Flagship của chúng ta ngày hôm nay thì sẽ có cái đường kính bề mặt là 38.5mm. Một cái thiết kế nó khá là dễ đeo, dành cho đại đa số cổ tay của các bác. Các bác chỉ cần cổ tay khoảng 15.5 trở lên là đã có thể đeo đẹp chiếc này rồi. Một chiếc đầy đết có hai lịch này và trang bị bộ máy automatic các bác nhé. Trang bị đầy đủ tính năng lên cót tự động, lên cót bằng tay và dừng kim dây khi chỉnh giờ. Với một cái bộ máy đến Longines thì các bác biết rồi đấy, bộ máy rất là ngon. Và chơi Longines trong cái tầm giá này thì các bác sẽ đang chơi một cái thương hiệu lâu đời, có một cái lịch sử hào hùng, có thiết kế đẹp và độ hoàn thiện cũng như là máy móc rất là ấn tượng. Em sẽ lên cót cho nó một chút. Chiếc này chúng ta thì sẽ là một chiếc đầm gold các bác nhé. Đó, phần đầm màu vàng rất là sang trọng và yên tâm với cái phần mạ vàng của Longines thì các bác biết rồi đấy. Phần mạ vàng của Longines thì họ được mạ tới 3 lần cơ, mang lại một cái màu sắc rất là đẹp mắt như là mạ vàng 18K vậy. Đồng thời là cái mạ vàng này cũng rất là bền vững để các bác có thể chơi lâu dài. Chiếc này thì sẽ được trang bị một lớp kính sapphire nguyên khối và có phủ chống lóa các bác nhé. Nó khiến cho là bề mặt đều cực kỳ là trong trẻo. Và chúng ta sẽ có một cái thiết kế rất là cổ điển và sang trọng ở đây, với 12 cọc số La Mã trên nền dial màu trắng như này, rất là dễ xem giờ và rất là nổi bật. Ngoài ra thì bộ kim stick của chiếc đồng hồ này cũng sẽ được mạ vàng vàng gold để cùng tông màu với cả màu đờ mi bên ngoài, tạo ra một cái phong cách rất là sang trọng và lịch lãm cho các quý ông. Chiếc này chúng ta thì sẽ được trang bị hai lịch, lịch thứ và lịch ngày để các bác có thể theo dõi lịch ở trên đồng hồ đầy đủ được. Một chiếc đồng hồ hai lịch nhưng mà ở chiếc này được trang bị cái bộ máy nó khá là mỏng đến từ Longines nên là rất là phù hợp với trang phục công sở thánh lịch. Lúc 12 giờ chúng ta sẽ có logo của thương hiệu, đồng thời là cái phần Outrim này sẽ được đưa ở phía trong của cọc số, nó cho chúng ta một cái hiệu ứng khác bọt rất là nhiều so với những thiệu thông thường. Thông thường thì cái vạch chia phút này sẽ được ở phía ngoài của cọc số, nhưng đây thì chúng ta sẽ ở phía trong này, khá là khác biệt. Bộ máy automatic và chuyện switch của một chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ các bác nhé. Phần bezel chúng ta sẽ được hoàn thiện 3 tầng rất là chỉn chu và tử tế đấy. Đó, phần case thì nó sẽ ôm vào như này để các bác khá là dễ đeo, trên núm con logo của Longines. Còn bên trái thì sẽ là một phần cây hoàn thiện bóng như này, rất là sang trọng và sắc sảo. Để nói đến bộ máy của chiếc này thì sẽ là một bộ máy rất là tuyệt vời trong cái tầm phân khúc giá này. Chúng ta đã được quan sát bộ máy caliber L636.5 đến từ Longines. Bộ máy này thì được đánh vân thớ rất là tử tế và hoàn thiện bằng tay các bác nhé. Đó, đầy dãy những cái vân xoáy tròn này, vân circular, vân Geneva và
chúng ta có thể quan sát cái độ tinh tế và sắc nét trên cái balance wing được hoàn thiện sắc sảo tinh tế từ chất thép của cái đồng hồ bộ máy nó đã rất là sáng rồi, đến những viên chân kính bằng ruby màu hồng ánh tím sắc sảo, những cái bánh răng màu vàng, đồng thời là trên quả văng chúng ta cũng được hoàn thiện từ vân con tét ở Geneva với tên của bộ máy, và được hoàn thiện cái logo từ một cái phông chữ rất là cổ điển và sang trọng ở đây. Bộ máy này của chúng ta thì sẽ hoạt động tần số động là 28.800 nhịp một giờ, cho khả năng tích cót đến 42 giờ và sẽ sử dụng 25 chân kính các bác nhé. Đó, một bộ máy rất là ổn định. Trên phần nắp đáy phía sau chúng ta sẽ có tên của bộ sưu tập flagship, mã của sản phẩm ở đây, chống nước ở 30m các bác nhé, và triện Swiss Made, đồng thời là mã serie number của sản phẩm. Với cái độ chống nước này thì các bác sẽ chỉ nên đi mơ rửa tay nhẹ nhàng thôi. Với một chiếc đồng hồ công sở thanh lịch như này, nó sẽ phù hợp với môi trường làm việc văn phòng, nó sẽ phù hợp với những cái sự kiện hơn là việc sử dụng quá nhiều với nước đấy. Và chúng ta sẽ có một cái phần bộ dây được hoàn thiện rất là tinh xảo đến từ Longines, một bộ dây hoàn thiện từ thép đúc đặc và được bọc vàng các bác nhé. Cái phần trên dây này sẽ được bọc vàng, đó, rất là dày. Và chúng ta sẽ có một cái bộ dây trông thì có vẻ là to nhưng đeo trên tay thì thật sự là rất là êm ái và dễ đeo. Bây giờ thì em sẽ ướm trên cổ tay để các bác có thể cùng em trải nghiệm về chiếc Longines này. Bộ cổ tay của em 15,5 nhưng là đã có thể fit đẹp với chiếc Longines flagship size 38,5 này rồi. Đeo trên tay thì thật sự là rất là cổ điển, soái ca dành cho các quý ông có gu ăn mặc công sở thanh lịch cổ điển. Và một chiếc đồng hồ đẹp như thế này, đó, đeo trên cổ tay cái cảm giác sang trọng và cao cấp, đỉnh cao luôn. Một bộ máy khá là nhiều chức năng, hoàn thiện tinh tế nhưng cực kỳ mỏng để các bác có thể trải nghiệm. Thì chiếc Longines này mua mới tại hãng thì em cho các bác thấy cái hóa đơn đấy là 42 triệu, nhưng hôm nay thì em sẽ có một dòng sản phẩm như thế này siêu lướt để các bác có thể chơi, còn bảo hành nguyên hơn 2 năm tại hãng và 2 năm tại cửa hàng đồng hồ Swatch. Thì chiếc này đang giao lưu mức giá cực kỳ tốt để các bác chơi, 26.800.000 các bác nhé. Đó, và em chỉ có một chiếc duy nhất thôi. Nếu các bác thích chiếc đồng hồ này, hãy liên hệ ngay với em Long Tham với số điện thoại, số Zalo là 0973 816172, hoặc đến trực tiếp cửa hàng đồng hồ Swatch Authentic tại số 7 đường Lương Thế Vinh, thành phố Thái Nguyên để lên tay và trải nghiệm sản phẩm. Các bác ở xa hãy liên hệ với số điện thoại của em để có phương án giao lưu và tư vấn nhanh nhất có thể nhé. Cảm ơn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Swatch Authentic.